anh đi xuống để lấy hành lý. Thị trường hôm nay cũng bắt đầu tấp nập người đi. Và vì tuần lễ nghỉ của Labor Day, đông đúc, mọi người đều đi vacation hết, nghỉ lễ nên thị trường bắt đầu đông trở lại rồi. Đang đứng để chờ lấy hành lý. Đang đứng chờ để mà khách hàng sẽ đưa vào hãng Avis để muốn xe. Trường của Denver rất là lớn luôn đó. Thời tiết hôm nay rất là tốt.